Trời nào quá trời. Chúc mình làm chở chim nhà tóc cái chạy của chở đi lên được rồi nè. Dạ. Mình đem làm mồi đó. Dạ dạ dạ. Ta đã bàn rồi. Chúc quà cho anh nha. Dạ dạ. Cái gì bây giờ chăm chăm đường chăm đường ha. Qua liền. Được rồi, nó không ai gì. Wow. Để đi anh cho anh vô đó coi.